Ở Melbourne, Australia có rất nhiều cộng đồng người châu Á, như cộng đồng người Hàn Quốc, người Việt Nam, người Thái Lan, và các cái món BBQ nướng của cộng đồng người Hàn Quốc ở đây cũng rất tuyệt vời. Bạn hãy thử quán Orient Spoon Korea Charcoal BBQ rất tuyệt vời ở trung tâm CBD của Melbourne, Australia. Quán có rất nhiều món ăn ngon, đồ ăn tẩm ướp gia vị rất tuyệt vời như các loại kim chi, các loại thịt nướng, các loại cá nướng, cơm trộn, các loại lẩu. Ăn rất hợp với khẩu vị của người Việt Nam, giá cả hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Đây là nhà hàng rất sang trọng, lịch sự. Nhà hàng rộng rãi, thoáng mát, nằm ngay trên con phố lớn mặt đường, chỗ để xe thoải mái. Nhà hàng thiết kế lịch sự sang trọng và có rất nhiều phòng riêng được thiết kế hiện đại, có điều hòa để tiếp khách rất tuyệt vời. Hệ thống nhân viên nhiệt tình, thân thiện, chu đáo. Đặc biệt đồ ăn chuyên đề của quán rất ngon. Thực phẩm tươi sống được chế biến rất tuyệt vời, được ăn kèm với nhiều loại rau khác nhau. Các loại thực phẩm ở đây đều được tuyển chọn và tinh chế rất tuyệt vời, giá cả cũng hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.